con này thì cha thích cho con cho gom cho nó thơm em. Không không cho hành lá là có hành lá rồi, không có hành lá mà cho gom cho bỏ ôm chứ. Rồi. Để xôi à. Rồi. Chín rồi. Em xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Nhớ Quê nha. Chào cả nhà nha. Cả nhà thì nay gia đình em sẽ làm món cá rô với cá dinh kho lạc. Món cá trà dinh với cá rô kho me nha cả nhà. Kho lạc với me à, thì giờ thì đây em đã làm sẵn hết cho em rồi. Bây giờ thì mẹ ướp trước cá trước hả mẹ? Ướp cá ừ. Mẹ ướp với nước màu ướp trước để cho thấm rồi tí kho sau mẹ. Nêm gia vị vô. Đâu, bột ngọt hả mẹ? Ừ, ngọt. Cho một ít đường vô. Ướp gì rồi để tí cho cá nó thấm rồi mình kho nó ngon hơn đúng không ạ? Ừ. Vậy thôi hả? Cho nước mắm không? Không. Vì đi gần hồi... Tí đường với bột ngọt nước màu thôi. Ừ, đường bột ngọt nước màu. Wow, miếng cá mình nhìn hãy... Cho miếng tỏi vô. Tỏi băm nhuyễn hả? Ừ. Giờ trộn đều lên. Trộn đều để ăn hồi đi rồi hả? Hả nhờ thử tỏi mỡ với kho. Ừ. Thử tỏi mỡ để nước mắm đầu vô cái. Ở nhà thấy gỗ me đẹp chưa? Gỗ me ngon quá. Me này me sống nha. Trong thời gian trời cá ướp nó thấm để nấu thì mình lật rau chứ mẹ. Lật rau coi, đập bông súng. Đây thì có một con súng nè nhà. Ừ. Súng nha. Với rau gì ta? Rau nhút, đậu gồng, rau cần, dưa leo. Dưa leo, quá trời loại rau luôn. Ừ. Đó, thì nay cá kho lạc chấm với nhiều rau cho nó ngon nha nhà. Cá thì tầm ướp từ nãy giờ nó cũng thấm rồi nè. Mẹ. Ừ, thấm rồi. Giờ thì bắt đầu kho đó mẹ. Giờ đâu kho. Rau này. Món này đi làm đơn giản lắm nha, dễ làm lắm. Cần cá kho nó sống lạc xong là ăn thôi. Đây thì mẹ có chuẩn bị một ít me rửa sạch rồi, một ít tỏi và hành tím mà. Hành tím để sắc lá. Sắc lá rồi lát nữa bỏ vô để nó thơm. Lửa cháy rồi nè. Cái gì từ từ nó mới nóng rồi. Tỏi vô nè. Tỏi vô. Quá. Cho đúng mắm vô. Tỏi vàng rồi cho ít nước mắm vô. Ừ, cho nước vô. Trời sôi lên thả cá vô nè. Thôi lên thả cá vô. Cá thì lâu vẫn chở một lần như vậy cho nó thấm á nè. Cho thấm gia vị. Làm bà ớt mà để vô trong cá. Ít ớt để vô cho nó ngon nè, cay cay ha. Thả ớt vô. Thả ớt vô chứ cá luôn. Ừ. Kho lạc này khác với kho khô rồi này hả? Ừ, kho lạc. Kho khô rồi thì cho cá vô luôn, xào cho thơm. Kho lạc này thì cho cá vô sao hả? Khi nào nước sôi mới cho cá vô. Giờ nước sôi rồi thả cá vô. Giờ sôi lên chín cá là được mày ha. Ừ. Me khi nào mới cho vô? Me để vô luôn rồi. Giờ cho me vô luôn cho, hả? Cho me vô luôn. Cho me vô luôn. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Trong khi nấu là mình chở cá tới luôn cho chín đều mà. Ừ. Cái đó thấm gia vị nó ngon. Gia vị hả? À. Nhìn mấy cá mày dinh ngon quá. Mày dinh ngon quá ngon.
mè mới để vô mà nó mềm rồi nè. Ừ, nước da cho nó. Da. Cái này thì nó sẽ có vị mặn mặn ngọt ngọt chua chua nha cả nhà. Nó me nó ra, chua chua của me ra. Mặn mặn ngọt ngọt của gia vị. Sôi từ nãy giờ thì nó cũng gần chín rồi mẹ hả? Gần chín rồi. Mềm rồi, cá chín chưa? Cá chín. Me cũng mềm rồi nè, cả nhà nhìn hấp dẫn chưa? Cho hành, của hành tím. Hành tím hả mẹ? Hành tím sọc mỏng hả? Hành tím mỏng rồi. Cho cuối cùng cho vô. Chín rồi. Nó ngon không? Cuối cùng là cho rau ôm vô nha cả nhà. Kho này thì cha thích cho rau ôm cho nó ngon thơm nha. Không không cho hành lá đâu. Có hành lá rồi, không có cho hành lá mà cho rau mà ôm với thôi. Rồi. Để sôi nè. Rồi. Chín rồi. Đây, giờ múc ra nè. Ừ, múc ra. Rồi múc cái là gì á nè. Múc cái là gì á. Ôi nhìn hấp dẫn quá. Lâu lắm rồi Hoàng làm món này. Đó. Múc ra một cái dĩa cái tô nè. Cả nhà ơi, vậy là gia đình em cũng đã làm cái món cá mè dinh với cá rô kho me cực kỳ ngon luôn nha. Thì bây giờ gia đình em bắt đầu ăn nha, mời cả nhà ăn cùng gia đình em nha. Thôi mời cả nhà nha, ăn cơm cùng gia đình nha. Mời cả nhà ăn cơm. Ừ, lâu lắm mà không ăn lại cái món cá mè dinh kho. Cá mè dinh kho me chấm rau. Ừ. Mẹ kho vừa ăn quá mẹ ơi. Ngon. Me nè, dầm dầm ra nữa. Dầm mấy vô ha. Ừ. Giờ dồn cá vào bánh đi. Nè. Ừ. Nè. Cuốn một miếng gà qua, cắm đây. Ừ, ngon quá. Nhúc. Miếng bột cuốn. Ừ. Ăn này đúng bài luôn ha. Nhớ ăn ăn với quê luôn. Quê luôn. Nước nó chua chua ngọt ngọt. Đúng không? Ngon quá. Tụi miếng cá dính. Dưới miền Tây á, ưa ăn thứ này ăn cá mà kho với me tấm rau. Tới tài dạ. Ừ. Mùa nước nổi rồi này kia đó ươm có cá kho me này lắm, kho lạc này. Dạ. Chung là dưới mình thì phong phú nha. Đồ ừ. Ăn thì đa phần nó phong phú. Chế biến nó cũng phong phú nữa. Đúng rồi, mọi người có những cái hộp. Sao đi? Cái này dùng với trứng. Cá trắng này nó cũng đẻ. Ngon quá. Mùa trắng có mười mấy trứng hồng vịt lộn. Luộc tính ăn. Chào mẹ luộc hả? Ừ. Chưa ăn hả? Chưa. Để đây luôn, tí ăn. Để ra tí ăn. Sáng cho đi chợ hả? Ừ. Mua hộp vịt mà kêu nó lấy con bự mà nó có, hỏi con bự có không? Nó có. Mình cuối còn luộc. Con nhỏ. Con bự lắm kìa. Con dừa hả? Ừ. Có là dừa nhỏ. Bự nó ngon, nó không có mề. Dạ. Nhỏ ăn thấy chứ không có ngon. Bên đó thì dầm me đây mẹ, bên này chưa dầm me đúng không? Ờ,
mè chấm rau. Chấm miếng. Ngon lắm. Đúng là lâu lắm mà không, không được cảm giác này ha cha. Ừ. Lâu quá rồi, đâu có ăn cá kho me rồi. Cá kho me luôn. Dám có mấy năm luôn á, 2-3 năm luôn. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm trời. Hồi sáng con đi ra chợ gặp mấy cái dinh ngon quá mới nghĩ ra cá kho me luôn. Với lại cái me này cũng khó mua nữa. Cái me này ngoài chợ hình như là ít người bán lắm. Nó là trong nhà con á, gần nhà con có một ông có cây me to lắm, chạy ngang thấy. Mấy giá sinh cái gì? Giá sinh ít. Sinh ít xong rồi đi ra chợ mua cá này về. Cái đêm nay kho. Lúc cha lên 4-5 năm rồi đó, không thấy đó. Không thấy bán luôn á, chứ không thấy gì. Dạ. Me dốt có chứ mà me non này không có. Me dốt như me thái ha. Ừ. Me đó thì đâu có kho được. Me đó kho đâu được đâu. Me đó thì dạ ăn ha. Còn cái me này kho là phải kho me sống nha. Rồi sống mà me non cũng ngon. Sống mà non. Ngon quá. Nhìn cá nè. Ôi. Đó biên cá. Nguyên luôn. Cái này thì món này thì chấm rau sống là đúng bài luôn ha. Đúng bài luôn. Không gì qua được món chấm rau sống. Đó, được rồi luôn. Đậu gồng hả? Ừ, nãy giờ quên ăn đậu gồng hả? Nãy giờ quên bỏ đậu gồng chưa ăn. Đậu gồng. Như đậu gồng với băm súng thì lật bỏ vô ngâm tí nó mới thấm này ha. Thấm ngon. Băm súng nó thấm ngon. Ừ, như rau nhúng thì với em đậu cần thì nhúng vô ăn liền được. Con tính mua thêm một ít củ nèo nữa mà nhiều rau quá. Nhiều rồi, nhiều nhất thì rau. Đó là thôi. Cái này chấm củ nèo cũng hợp lắm nè. Chấm củ nèo cũng ba cái. Đây, thử miếng đậu gồng. Ngon quá hay không? Dạ. Nó có vị cay cay của ớt, chua chua của me, vị đậm đà của mắm muối đường ngọt me. Cá thấm được con cá. Được rồi. Ăn rau. Bớt nhúng này thì lật. Bớt cái. Bớt nhúng nước vào mấy cái lỗ. Nghe nó ở đây đồng thời giờ nghe nó cho bán ăn tại chỗ rồi đó. Chưa cha. Chưa hả? Chưa. Trên con chưa thấy gì. Chưa cho ăn chỗ hả? Chưa mẹ. Bán lên về. Bán đem về hả? Ý là bán đem về giờ nó cũng an toàn hơn ăn tại chỗ. Đúng rồi. Riết ven rồi bán nó vẫn được mà. Cả nhà ơi, bây giờ gia đình em từ nãy giờ cũng đã thưởng thức gần xong buổi trưa nay rồi nha. Thì em muốn xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Nếu như cả nhà thấy hay thì cho em xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà thật nhiều. Bye bye.